tóc của cô ngay mà không bị chèn nhạt vào. Anh em nhà hàng số điện thoại 07082279 gặp anh Thuận để tư vấn thêm. Làm ăn nhiều năm qua, bảo vệ bản cũng rất là ok. Ngoài ra, Thuận kiên nhận cắt, ghép, chỉnh sửa lọc bỏ ống thanh đè và bản tất cả các loại tiếng chim di cư mới nhất theo năm tháng. Anh em xem qua clip này, nếu thấy hay thì hãy bấm like và sẵn tiện đăng ký kênh xem tặng. Đồng thời anh em bình luận cho ý kiến để kênh phát triển hơn. Cảm ơn anh em rất nhiều ạ. Anh em đang nhận gốc của chim này mà không bị chèn nhạt vào, anh em liên hệ cho điện thoại 07082279 gặp anh Thuận để tư vấn thêm. Anh em lưu ý, bản tiếng chim này Thuận đã đánh giá và bán cho một số khách quen thuộc của Thuận làm ăn nhiều năm qua, bảo vệ bản cũng rất là ok. Ngoài ra, Thuận kiên nhận cắt, ghép, chỉnh sửa lọc bỏ ống thanh đè và bản tất cả các loại tiếng chim di cư mới nhất trong năm tháng. Anh em xem qua clip này, nếu thấy hay thì hãy bấm like và sẵn tiện đăng ký kênh Săn Tặng. Đồng thời anh em bình luận thêm ý kiến để kênh phát triển thêm. Cảm ơn anh em rất nhiều ạ. Ngoài ra, Thuận kiên nhận cắt,